Video Sai kính chào quý vị các bạn. Đây là chuyến xe đầu tiên của nhà vườn anh Tuấn Thầy Chùa đã cập bến tại Ninh Bình. Đây là bộ ba Quảng Tuấn đây. Chào qua bác Cẩu nhá. Đây quý vị ơi, bộ ba. Cường ơi, ba cây Tuấn đây à? Đây là ba cây chuyến hàng đầu tiên của anh Tuấn Thầy Chùa. À, hay còn gọi là khoai bi đúng không? Khoai bi, Ok, ba cây rất đẹp. 1, 2, 3 tác phẩm quý vị ạ. Wow, thích quá. Video Sai chia sẻ quý vị một chút cái thông tin những tác phẩm đã về đây. Hello, hello. Ok. Đi lúc mấy giờ đây? Lúc 7:40 anh ạ. 7:40 à? Cái đôn kia là của cái trong này đúng không? Không, của cây mấy khâu. Trong cùng đi anh. Của mấy khâu cái đôn kia. Cái này là của cây mấy khâu? Đây, cho cái này lên trước. Video Sai đang bắt đầu đứng đây để chia sẻ với quý vị các bạn. Một cái rất là may mắn quý vị ạ. Vionsai là lại là được bên gọi là nhận cây khi đã hạ xuống. Tức là Vionsai sẽ kiểm tra một vòng xem có gãy tay cành nào không. Và Vionsai sẽ ký nhận. Em ơi để ý cái dăm này, em ơi. Em ơi, đây, bên này trong cái này. Trong cái này. Đây cả đó. Hôm nay vui lắm quý vị ạ. Được bác cả. Em chào anh, đây là anh Thành Vàng Ninh Bình. Vâng. Đây là của cây anh Tuấn Thầy Chùa đấy ạ. Ok. Vâng. À, cũng là chuyến xe đầu tiên anh ạ. Vui anh nhỉ. Vâng. Khách cứ bày cứ đẹp nhất. Vâng. Quan trọng nhất. Vâng. À, đây là chúng em không phải là ưu tiên người nào. Ai là gọi là được về trước nhưng mà phải là cây đẹp. Đúng không ạ? Thì được bày ở chỗ đẹp. Mà đẹp không phải là đẹp ở cái chỗ nào mà tất cả trong sân này là chúng em là cái sân này là sân đẹp anh ạ. Chứ không phải là để ở ngoài kia nhá. Quý vị nhá, video dài chia sẻ vui quý vị tí. Cái sân này là sân của anh em mình chơi. Thì tất cả trong cái sân này là video sai đã nói rồi, nó là cái khu vực trưng bày anh ạ. Và đây video sai vào vị trí quý vị ngắm này. Tác phẩm rồi lên một tí đi, lên một tí. Mỗi một chuyến xe về là video sai là gửi. Đường dẫn đường giữa. Vì đôi đến không đang. Công này là to nhất chứ? To nhất nhưng mà không bằng cái này. Con này ok. Lúc sáng mắc cáp ở đâu mà quên à? Video Sai cố gắng sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng những cây đầu tiên hạ xuống tại khu vực của trung tâm trưng bày của anh em câu lạc bộ non bộ cây cảnh thường là tỉnh Ninh Bình để cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây thảm chúng tôi đã giải đây rồi, chỉ việc chờ nó thôi quý vị ạ. Đã giải xong đây rồi quý vị. Đó. À, bộ ba kia là của nhà vườn thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ cho cẩu đi. Vì đấy là chưa có cẩu nên là tí nữa cẩu sau quý vị ạ. Thứ hạ này xuống đã rồi sẽ cẩu xuống. Một lần nữa John Sai chia sẻ đây là thông tin chuyến xe đầu tiên của anh Tuấn Thầy Chùa ở Thường Tín Hà Nội đã về đây. Góc này ok rồi đấy. Lên. Ok rồi, căng rồi. Rồi lên đi. Ok rồi. Ok. Anh Tuấn Thầy Chùa mà xem thì cũng rất yên tâm nhá. Vion Sai đã quay trực tiếp đang hạ cây xuống. An toàn từng một quý vị ạ. Ui. Trợ lý của mình đâu rồi? Không phải rồi. Thì cứ quay. Em gọi trợ lý.
Cái này chia làm 3 cây nhá. Con này cho con này cho vào giữa. Rồi. Vâng. Cái to ăn thứ nhất là để tôi chia máy câu để chỗ này. Vâng. Giúp đỡ tí. Đây ngoài này, ngoài này. Anh cây đang xuống rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Anh em câu lạc bộ ra là xuống tay và làm hết quý vị ạ. Từ Bắc Thành nhiều cao tuổi mà vẫn cùng anh em làm việc luôn. Cho giữa thảm luôn nhá. Không, không cần. Không cần đâu. Không cần đâu. Cứ để vừa cái kia nữa là được. Em ơi lưng kìa, em ơi lưng lưng. Cứ lấy một chân trước đi. Không phải là cây, tất cả là cây đâu. Có đang về nữa mày em. Bộ đấy đang chuyển đi mày em ơi. Cứ cho vào giữa cái thảm đây, bộ đấy đang chuyển đi. Cường giữ đi kìa, cường giữ cây đi cường. Anh Tuấn thầy chùa thấy quý chưa ạ? Bắc Thành vàng Ninh Bình đang trực tiếp kê gầy cho anh đấy nhá. Đây đang về xe này, thảm đang về này em này, Cường. Xe thảm đang về liên tục này. Ok, thẳng luôn rồi đấy. Ok. Rồi, ở tí nữa kê lại một tí xíu. Cái này kìa. Đấy, mình ngói đây, bên gạch đây. Có ngói cái kìa em kìa. Cường ơi, tí nữa xin một ít miếng ngoái những tinh tinh gạch vỡ việc để sẵn kia để anh em nó kê, Cường ạ. Nhá, xin một ít để dọn góc ấy, để anh em về một cây cây. Ok rồi. Không lo đâu mà, tí nữa mà lệch thì Cường nó khênh lên nó kê anh Thành ạ. Cường nó thấp bưng tay nó kê. Anh ơi, anh thấy tác phẩm này thế nào ạ? Có quý và đẹp không anh? Rồi, ok, đẹp quá. Đẹp ạ? Qua anh ấy, kéo qua anh ở đấy mà. Dạ, vâng, ok, vâng. Đó, cây của chú Tuấn, cây này nó là một cái cây đẳng cấp đấy. Dạ, vâng ạ. Đấy, quý vị ạ. Anh Thành Vàng Ninh Bình vừa cho một ý kiến đóng góp là cây rất đẹp và quý. Đã của Tuấn thầy chùa đã về gọi là chuyến xe đầu tiên dự ở đây. Tiếp tục đang cây hai cây nữa. Nhảy vào. Đã hỏi có được không? Em để máy khâu ở đây nhé. Ờ đúng rồi. Máy khâu đây. Còn bé đây. Máy khâu đây. Máy khâu ở ngoài còn kiếm tiền em ạ. Để còn may vá. Cường ơi, để máy khâu đây kiếm tiền còn may vá chứ. Gọi là máy kiếm tiền.
bình luận. Cường ơi, em thấy tác phẩm này thế nào em? Em ngồi đây. Tác phẩm này đứng ngồi đây phải ổn. Tuấn quay đi. Ờ. Hay gọi là anh Tuấn chùa đấy, đúng không? Tuấn thầy chùa. Gọi là anh Tuấn thầy chùa. Đây là tác phẩm Khuất Kỷ Ngầu Thân à? Đúng rồi. Của anh Tuấn. Tác phẩm rất là độc đáo. Đúng rồi. Đây rất là già anh em nhá. Rất quý nhỉ. Đừng được nghệ nhân Phùng Hoặc làm tay găm sao em ạ? Em chào anh Toàn nhá. Đây là trong ban tổ chức của anh em chúng tôi. Anh thấy tác phẩm này được không ạ? Chuyến xe đầu tiên đấy anh. Đẹp quá. Đẹp quá anh. Và anh em chúng tôi đang rất là vui. Một thời tiết rất đẹp anh nhỉ. Thời tiết rất thuận lợi đúng không anh? Rất ủng hộ. Rất ủng hộ cho anh em. Đó. Anh tiếp tục cây thứ hai quý vị ạ. Cây thứ hai nữa. Đấy rồi xuống kia sau. VMSai trong lúc chờ đợi của cây thứ hai xuống, VMSai chia sẻ quý vị tác phẩm Khuất Kỷ Cầu Thân này cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây là bộ bệ quý vị này, một những bộ bệ VMSai rất thích khi đi quay video. Chân móng rất đẹp, độ chun chảy của tác phẩm. Đây là thể hiện 5 tháng cho chúng ta được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuổi tác rất là cao. Độ già đây quý vị này, đây là những cái nòng cốt ban đầu của tác phẩm đây, thân đây quý vị, đây mầm mọc đây, rất là già. Nên khi VMSai chia sẻ thôi một chút về hay đi xem cây, khi chúng ta xem cây nên xem thật kỹ về chân bệ và xem đường móng nó chạy như nào và thân pháp ở đâu để chúng ta định giá được độ già của cây. Vì lắm cây rất già nhưng mà vì cái rễ mới ra nó tràn thì có thể không được già, nhưng bản chất cây ở trong rất là già quý vị ạ. Cái tay rất đẹp, đang vén rồi. Cái này anh làm gọi là tạm thôi chứ dần là vén nó bong hết ra quý vị ạ. Rất là đẹp đấy. Như em Cường Trọng có nói, đây là tác phẩm rất độc đáo về dáng, dáng thế. Rất là độc đáo. À, quý vị và các bạn ở nơi xa mà gần tỉnh Ninh Bình hoặc là xa cách tỉnh, mong quý vị các bạn là về với Ninh Bình dự cái khai mạc ngày từ ngày 23 tháng 4 kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 5 2022. VMSai chia sẻ thông điệp này, thông tin này cho quý vị biết để quý vị tranh thủ sắp xếp ngày nghỉ của mình để về chơi với anh em cái cảnh của tất cả những vùng miền đã đưa về đây. Hy vọng đây là một sân chơi của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp. Đây tác phẩm thứ hai đang xuống này quý vị. Tác phẩm thứ hai đang xuống đây rồi. Bắt bạc quá. Từ sáng ngày mai là có anh em hỗ trợ bưng bê. Hôm nay em ơi thông cảm một chút nhá, vì anh em đang đi sắp xếp ở cái hành lang ngoài. Chứ sáng ngày mai là bắt đầu có người phụ cho chúng ta rồi. Sáng mai với có đội quân. Cường ạ. Cường ơi, sáng mai mình quân mình mới đến. Hôm nay là tạm thời thông cảm một chút. Chịu khó tí anh em thôi cùng kê. Mai là có 6 người cùng kết hợp với chúng tôi để giúp đỡ để về kê kích quý vị ạ. Tác phẩm thứ hai xuống đây quý vị. Đây video sai gọi là chia sẻ thông điệp thôi. Mời quý vị các bạn ngày gần nhất về với Ninh Bình nhá. Chúng tôi khai mạc vào sáng ngày 23 tháng 4 2022 và kết thúc vào ngày 3 tháng 5 2022. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mời quý vị các bạn sắp xếp về với anh em Ninh Bình. VMSai xin dừng ở đây để làm việc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Sân còn đang bắt đầu về. Mời quý vị các bạn anh em đã đăng ký cây, chúng ta tranh thủ về sớm để chúng ta kê kích cho nó đẹp, để chúng ta có một sân chơi viên mãn